À, chào tất cả các bạn, chắc các bạn không lạ gì anh Lam Đẹp Trai là một người chơi máy game và chơi dùng rất nhiều các loại máy khủng. Và hôm nay trên bàn đó là chiếc GT83. Chiếc này là GT83 VR6RE cực khủng, chạy hai card GTX 1070 Li nhân đôi. Các bạn có thể nhìn thấy hình thức trên bàn của chiếc máy đây. Chiếc quay gần này. Dòng này thì nổi tiếng nhất phải nói là cái bàn phím. Không có một cái loại máy tính laptop nào mà chơi game mà có cái loại bàn phím mà nó liền ở trên này đặc trưng của MIDI. Chắc là các bạn cũng nhìn cái bàn phím này thì không lạ gì, vì cái cơ chế bố trí thì nó giống cái Mitsumi ngày xưa chúng ta dùng, nhưng đây của hãng Tasty. Đây, các công nghệ của nó thì nó sẽ in sẵn ở trên này. Các bạn có thể thấy là công nghệ VR này, turbo quạt này là cả GTX 1070 nhân đôi. Loa này, công nghệ của Intel. Mà bàn phím này, khả năng gõ phím của bạn này thì cực kỳ là chất. Các bạn có thể xem cấu hình của nó đây. Máy sử dụng vi xử lý Core i7-6820HK. Đây là một loại CPU rất là khỏe, có khả năng ép xung được. Và RAM trang bị trên chiếc máy này 16GB. Và dòng này có thể nâng cấp tối đa lên 64GB RAM. Đây, cạc màn hình thì các bạn có thể thấy đó là 1070. Đây có hai cạc này. Vị trí chiếc máy này là 16GB GDDR5. Và màn hình chiếc này thì ở độ phân giải là 1920x1080, 32bit 60Hz. Và cái độ phân giải màn hình này là tốt nhất cho chơi game hiện nay. Bên trên này thì nó được bố trí một cái logo con rồng rất là đẹp. Và để chạy chiếc máy này thì cũng phải cần hai cái sạc khủng. Chúng ta phải cắm lối liền như này thì nó mới đủ để chạy được chiếc máy này được. Các bạn có thể thấy đây là cái touchpad huyền thoại của nó đây. Mà chúng ta bây giờ bật cho nó sáng cái touchpad lên. Anh Nam bật làm sao nó sáng đấy? Đói, sao đây? Là sáng nào? Rồi, các bạn có thể thấy khi mình bật lên thì chuyển ở chế độ bàn phím số là như thế này. Đây, nó nhưng mình không nhìn rõ. Rất là đẹp. Với thiết kế của nó thì mình sẽ giới thiệu các cổng. Dòng này thì vẫn giống dòng GT73. Và nó chỉ được nâng cấp CPU lên. Và có cái logo con rồng rất huyền thoại. Hai cái viền này thì nó sẽ điểm nhấn máy và nó sẽ khỏe hơn ở cái màn hình chúng ta. Các bạn có thể nhìn thấy cái tản nhiệt ở đằng sau, nhìn rất là hầm hố. Đằng sau của nó thì có cổng mini port. Đây là cổng Thunderbolt này. Cổng này kết nối tốc độ cao. Cổng sạc nó cắm ở đây. Và các bạn có thể nhìn thấy thiết kế bên dưới của nó này, nhìn như một cái màng nhện. Và đây cái loa súp. Tản nhiệt của con này thì tản ra cả đây và hai bên. Nói chung cái dòng này tản nhiệt chắc mình không cần phải nói, bởi vì tản nhiệt nó quá khủng. Bên này thì có hai cổng USB 3.0. Và đây là một cổng âm thanh tốc độ cao, chất lượng cao. Và đây là cổng phone và cổng mic, đầu độc thẻ và ba cổng 3.0. Các bạn để ý chỗ nhỏ này là cái đầu độc đĩa. Chất nhất cái dòng máy này thì chắc phải nói đến bàn phím cực đẹp. Máy được bố trí camera ở đây, các bạn nhìn kỹ nó ở đây. Gồm có một cái mình chưa nhìn thấy cái mic ở đâu. Đâu? Không phải mic đây. Mic nó ở vị trí nào đây, không phải mic, nó bịt này làm gì phải mic đâu mà. Và cái dãy loa thì nó sẽ bố trí hết ở đây. Các bạn thấy loa bên dưới và có loa súp ở dưới đáy. Anh Nam cho em hỏi là cái con máy này thì anh đã trải nghiệm trận game gì trên máy này chưa? Chưa, vừa mua tối qua. Chỉ vì mê cái bàn phím thôi. Với màn hình 18.4 inch thì nó sẽ tương đương một chiếc máy PC. Và cái bàn phím này thì mình cũng nói luôn là giống, hoàn toàn giống một chiếc bàn phím PC bình thường của hãng Tasty sản xuất. Trọng lượng của chiếc máy này là bao cân nhỉ? 6 cân rưỡi. Đối với các bạn chơi game thì thực ra một cái máy này xách đi cũng cồng kềnh, nhưng mà nó vẫn có thể xách đi xách lại để chúng ta chiến game được. Còn mà các bạn mà di chuyển nhiều xách chiếc máy này mình nghĩ là hơi nặng, phải có một cái ba lô chuyên dụng để xách. Còn với một cái cấu hình châu bò như này thì chắc tất cả các loại game trên thị trường có ở năm 2017 thì nó sẽ chơi được hết, kể cả những cái đồ họa chúng ta có thể dùng để dựng phim hoặc để làm đồ họa chuyên nghiệp trên chiếc máy này được.
với hai cạc của bạn nhân đôi thì mình nghĩ không có cái gì là không sử dụng được trên chiếc máy này. Nhưng mà lăng ram đi, ram 16GB còi quá. Ai để mấy khủng mấy chục triệu. Tính cả giá qua là anh con này nguyên siêu này bao tiền nhỉ? Hả? 68 củ khoai. Cũng gớm hả? Cái bản gút anh vừa đao của họ xong họ về trận. Con này mười mấy chục mà đẹp thế này. 70 triệu. Các bạn có thể thấy cái cảm giác gõ phím này, gõ game thì tha hồ gõ. Bàn phím đúng chuẩn Mitsumi ngày xưa. Trên này cảm ứng ra. Không, trên đấy nó là cái lô khoảng trống thôi. Bên dưới chắc là nó sẽ chứa tất cả RAM riêng thứ bên dưới. Loa đây. Và cái tút pad đây. Chúng ta chỉ bấm vào nó sẽ cảm ứng nó hiện lên như này. Tổng qua lại những cái điểm mạnh trên dòng máy này thì nó được trang bị một cấu hình khủng và chúng ta nâng cấp cũng khá là dễ dàng. Nhưng mà hai cái cạc 1070 thì chắc là cũng đủ với các bạn rồi. Còn trên phiên bản cao nhất thì mình đã thấy nó trang bị vi xử lý Kabilex với hai cạc GTX 1080. Nếu giá về Việt Nam chắc khoảng hơn 100 củ. Còn chiếc máy này trên thị trường thì giá là khoảng 70 triệu đồng. Không phải ai sở hữu được. Thôi bây giờ em lại bàn giao để trả lại anh Nam.